Kim Yoon Jin, Julia Roberts Hàn Quốc từng từ chối Avatar, giờ nổi danh Hollywood đời tư kín tiếng. Kim Yoon Jin chính là nữ diễn viên Hàn Quốc hàng hiếm hoi được góp mặt trong những bộ phim đình đám do Mỹ sản xuất, trở thành ngôi sao truyền hình châu Á được yêu thích tại Hollywood. Truyền thông ưu ái xem cô là niềm tự hào của điện ảnh Hàn Quốc tại Mỹ. Niềm tự hào của điện ảnh Hàn Quốc. Sinh trưởng ở Hàn Quốc nhưng lớn lên tại Mỹ, nữ diễn viên Kim Yoon Jin là sự tổng hòa giữa cái nền nã đoan trang của nền văn hóa Hàn Quốc và nét hiện đại sôi nổi của người Mỹ. Ngay khi mới 14 tuổi, Kim Yoon Jin đã có một đam mê cháy bỏng là được trở thành nghệ sĩ. Vì vậy, cô bé đã đăng ký vào một lớp nghệ thuật. Nhưng quan trọng hơn, cô bé Kim Yoon Jin muốn nhờ cậy nghệ thuật để giúp mình thoát khỏi sự nhút nhát vốn có. Khi ca hát hay biểu diễn trên sân khấu, tôi không còn cảm thấy sợ hãi hay vụng về. Dưới ánh đèn sân khấu, tôi có cảm giác như mình đang được sống trong nhà vậy. Phải thừa nhận, khi ở trên sân khấu, tôi được là chính mình. Cảm giác đó thật tuyệt, Kim Yoon Jin tâm sự. Với quyết tâm theo đuổi nghệ thuật, Kim Yoon Jin tiếp tục theo học trường biểu diễn nghệ thuật của New York và tiếp đó là Đại học Boston. Sau khi tốt nghiệp, không phí hoài thời gian, Kim Yoon Jin trở về Hàn Quốc xin học việc cho các đạo diễn để tích lũy kinh nghiệm diễn xuất. Với ngoại hình đẹp và vốn tiếng Anh khá, Kim Yoon Jin ngay lập tức lọt vào mắt xanh của các đạo diễn. Sau bao năm yên phận với những vai diễn phụ, cơ hội ngàn năm có một đã đến với Kim Yoon Jin khi cô được mời tham gia bộ phim hành động series của Hàn Quốc. Với doanh thu khổng lồ thu được từ các rạp chiếu Hàn Quốc và nhiều nước châu Á, series nhanh chóng trở thành quả bom tấn ấn tượng nhất của điện ảnh xứ Hàn trong năm 1998. Đáng chú ý, series đã vượt qua cả Titanic về doanh thu tại Hàn, một kỷ lục mới lúc bấy giờ của điện ảnh Hàn Quốc. Đồng thời, phim cũng nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình điện ảnh của các nước châu Á trước khi bộ phim này đặt chân tới Mỹ. Ngoài ra, cô còn được mời thế chỗ cho nữ diễn viên Lee Jong-e trong một dự án hãng MBC. Đây được coi là cái mốc đánh dấu sự khởi đầu sự nghiệp diễn viên của Kim Yoon Jin. Cụ thể, đang lúc sự nghiệp điện ảnh ở Hàn Quốc đang lên như diều gặp gió thì Kim Yoon Jin quyết định trở lại Mỹ để nhận vai trong một bộ phim truyền hình. Nhiều bạn đồng nghiệp trong nước đã cho rằng cô quá nông nổi, nhưng thời gian đã cho thấy sự lựa chọn của Kim Yoon Jin là vô cùng sáng suốt. Series phim truyền hình nhiều tập Lost đã thành công vang dội và tạo ra một làn sóng châu Á ngay trên kênh truyền hình Mỹ ABC. Khi nhận được vai diễn trong Lost, Kim đã phát biểu trên tờ Korean Times Hàn Quốc: "Ngay từ khi đặt chân vào ngành công nghiệp điện ảnh, tôi đã muốn có một vai như thế này. Có lẽ sẽ phải mất thêm khoảng 20 hoặc 30 năm nữa, các diễn viên châu Á mới tạo được chỗ đứng trên trường quốc tế. Nhưng với việc góp mặt trong bộ phim này, tôi có thể đóng góp sức lực nhỏ bé của mình vào việc gây dựng vị thế của nghệ sĩ châu Á." Sau thành công của Lost, tháng 7 năm 2003, Kim Yoon Jin ký hợp đồng với William Morris, cũng là đại diện của nhiều tên tuổi lớn tại Hollywood như Halle Berry, Salma Hayek, Kevin Spacey, Sarah Michelle Gellar, Lucy Liu, Jackie Chan và Reese Witherspoon. Thời điểm đó, Kim Yoon Jin trở thành một thần tượng mới của giới trẻ, cho dù cô đã 33 tuổi. Ngoài ra, cô còn được mời làm người mẫu trang bìa cho một loạt các tạp chí lớn ở phương Tây như Stuff, Arena hay TV Guide. Đó là một Kim Yoon Jin khác hẳn, táo bạo chứ không kín đáo thùy mị như khi còn ở Hàn Quốc. Khán giả hâm mộ lại được một dịp xôn xao, có người hoan nghênh nhiệt liệt, lại có người chê trách Kim Yoon Jin chạy theo thư kỳ, cố tạo ra một hình ảnh phóng khoáng kiểu Mỹ để mong được Hollywood để mắt tới. Nhưng dù đồng tình hay phản đối, không ai có thể phủ nhận rằng Kim Yoon Jin quá đẹp và cô hoàn toàn xứng đáng là diễn viên Hàn Quốc đầu tiên được bước lên trang bìa những tạp chí hàng đầu thế giới. Không như đa số các nữ diễn viên Hàn Quốc khác mỏng manh, liễu yếu đào tơ, Kim Yoon Jin có một bảng thành tích vận động đáng nể. Cô chơi giỏi nhiều môn thể thao, là một vũ công được đào tạo bài bản về ballet, jazz, các điệu nhảy châu Mỹ Latin, đồng thời là một võ sư taekwondo có hạn. Năng động, tự tin, nói trôi chảy tiếng Anh và tiếng Hàn, am hiểu sâu sắc cả văn hóa phương Đông và phương Tây. Thật dễ hiểu vì sao Kim Yoon Jin được chọn là đại sứ thiện chí của Hàn Quốc trong World Cup 2002. Dành phần lớn thời gian để sống ở Mỹ, thậm chí còn tham gia tích cực vào hoạt động của Hội Chữ Thập Đỏ Mỹ và đã mua nhà ở Hawaii. Nhưng Kim Yoon Jin không bao giờ quên mình là một người Hàn Quốc. Cô đã từng từ chối nhận vai trong phim Hồi ức một ghê xa vì không muốn khơi dậy nỗi đau của đất nước mình trong Thế chiến thứ hai, mặc dù biết rõ rằng một cơ hội để nhanh chóng nổi tiếng trên toàn thế giới như vậy sẽ không đến hai lần. Ngoài ra, Kim Yoon Jin còn gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả hâm mộ khi cô từng tuyên bố không bao giờ từ bỏ quốc tịch Hàn Quốc hay thay cái tên Hàn của mình để lấy một cái tên tiếng Anh như một số nghệ sĩ châu Á. Người Hàn Quốc yêu cô cũng vì lẽ đó. Từ chối siêu phẩm Avatar. Đạo diễn James Cameron, tác giả của siêu phẩm Avatar, có thiện cảm với Kim Yoon Jin từ khi theo dõi bộ phim Squeezie mà cô tham gia. Kim Yoon Jin đã được đạo diễn James Cameron mời đảm nhiệm vai Neytiri, công chúa của bộ tộc da xanh cao lớn Na'vi trong Avatar, nhưng cô từ chối. Sau đó, vai diễn này được giao cho nữ diễn viên da màu Joa Saldana.
Một nguồn tin cho hay, nguyên nhân khiến Kim Jong-jin từ chối vai diễn công chúa Neytiri và cơ hội hợp tác với đạo diễn bậc thầy James Cameron vì cô muốn tập trung cho vai diễn của mình trong bộ phim truyền hình Lost mất tích và một dự án điện ảnh trong nước. Khi được hỏi về lý do từ chối vai công chúa Neytiri trong Avatar, nữ diễn viên Kim Jong-jin chia sẻ, "Tôi không muốn nhắc tới những vai diễn mà mình đã từ chối. Theo tôi, đó là hành động rất bất lịch sự đối với những người đã nhận vai đó." Đời tư kín tiếng. Kim Jong-jin là một trong những diễn viên có đời tư cực kỳ kín tiếng, nói không với thị phi. Được biết vào tháng 3 năm 2010, cô đã kết hôn với người quản lý cũ của mình là Park Jung Hyun. Hiện cô có một cuộc sống hạnh phúc bên gia đình riêng và vẫn chăm chỉ đóng phim, ghi dấu ấn trên màn ảnh. Năm nay, Kim Jong-jin đã tái xuất với tác phẩm Money Heist bản hàng Money Heist Korea John Economic Area với vai nữ cảnh sát Woo Jin. Nữ diễn viên tiếp tục khẳng định sự cuốn hút của mình qua các vai diễn hay chất lượng. Giờ đây cô là một diễn viên gạo cội thuộc hàng thực lực của điện ảnh xứ Kim Chi cũng như nổi tiếng được biết đến tại Hollywood.